You know, there has been the progress in the process of building the ASEAN community and including the process of building the ASEAN economic community, and the progress has been achieved in the, all the four sub-pillars of the community. The leaders agreed that ASEAN is making substantive progress towards realizing an ASEAN community by 2015. The leaders reiterate their commitment in working closely together to fulfill the remaining targets of the ASEAN community in all three pillars of political, economic and social cultural cooperation. Như vậy là tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 23 tại Brunei, các nhà lãnh đạo ASEAN một lần nữa đã khẳng định quyết tâm xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Trong bối cảnh chỉ còn 2 năm nữa là đến thời hạn hoàn thành xây dựng cộng đồng, ASEAN đang ở vào thời điểm quan trọng nhất để hoàn thành những mục tiêu cuối cùng nhưng cũng đầy thách thức trong lộ trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Có thể nói, ngay từ khi ASEAN được thành lập vào năm 1967, với việc gắn kết lợi ích các nước trong khu vực và cùng xác định mục tiêu chung, các nước thành viên sáng lập ASEAN đã tạo nên một cộng đồng sơ khai của các quốc gia Đông Nam Á. Qua quá trình phát triển, cộng đồng đó ngày càng trở nên gần gũi và chặt chẽ hơn và mở rộng kết nạp thêm các thành viên mới. Năm 1997, trong tuyên bố tầm nhìn 2020, ASEAN tuyên bố đã xây dựng được một cộng đồng hòa bình, ổn định và phát triển mạnh mẽ, đồng thời đặt ra mục tiêu phát triển cộng đồng đó thành một cộng đồng hài hòa các dân tộc, cộng đồng đối tác năng động để phát triển và một cộng đồng đùm bọc và chia sẻ. Tại hội nghị cấp cao lần thứ 9 diễn ra tại Bali, Indonesia vào tháng 10 năm 2003, ASEAN đã tiếp tục cụ thể hóa ý tưởng trên thành một cộng đồng ASEAN dựa trên 3 trụ cột là cộng đồng an ninh, cộng đồng kinh tế và cộng đồng văn hóa xã hội. Một năm sau đó, tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 10 tại Viêng Chăn, nguyên thủ các nước ASEAN đã thông qua chương trình hành động Viêng Chăn để thực hiện các mục tiêu này. Theo đó, cộng đồng chính trị an ninh ASEAN được xây dựng nhằm đảm bảo các nước trong khu vực sống hòa bình với nhau và với một thế giới trong một môi trường công bằng, dân chủ và hòa thuận. Hợp tác chính trị an ninh ASEAN dựa trên Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á năm 1976, Hiệp ước ASEAN không có vũ khí hạt nhân năm 1995 và Hiến chương ASEAN. ASEAN thúc đẩy quan hệ với các nước đối tác, đối thoại và bạn bè thông qua nhiều tiến trình như đối thoại ASEAN Cộng 1, diễn đàn khu vực ASEAN ARF, ASEAN Cộng 3 và hội nghị cấp cao Đông Á. ASEAN giữ vai trò trung tâm trong thúc đẩy đối thoại hợp tác không chỉ ở Đông Nam Á mà còn cả Đông Á và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ hướng toàn bộ khu vực trở thành một cơ sở sản xuất và một thị trường chung với 600 triệu dân, một khu vực kinh tế năng động, có năng lực cạnh tranh cao, có trình độ phát triển kinh tế đồng đều và hội nhập đầy đủ vào nền kinh tế thế giới. Cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN nhằm xây dựng một cộng đồng các dân tộc ASEAN hài hòa, đoàn kết, sống đùm bọc và chia sẻ, hướng tới người dân, chăm lo cho thể chất, phúc lợi, môi trường sống ngày càng tốt hơn cho người dân và tạo dựng một bản sắc chung của khu vực. Nội dung cộng đồng ASEAN gắn liền với 3 chữ P, theo tiếng Anh là hòa bình, thịnh vượng và nhân dân. Theo đó, cộng đồng chính trị an ninh sẽ đem lại hòa bình cho ASEAN. Trên cơ sở có hòa bình, cộng đồng kinh tế sẽ đem lại sự thịnh vượng cho các quốc gia ASEAN. Và khi có hòa bình và thịnh vượng, ASEAN sẽ có điều kiện hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội nhằm phục vụ cao nhất nhân dân ASEAN. Cộng đồng ASEAN được hình thành trên 3 trụ cột chính, gồm cộng đồng chính trị an ninh, cộng đồng kinh tế và cộng đồng văn hóa xã hội. Trong đó, cộng đồng kinh tế được đánh giá là đóng vai trò then chốt, là động lực để hình thành nên cộng đồng ASEAN.
Với vai trò trụ cột chính của cộng đồng ASEAN, lộ trình phát triển cộng đồng kinh tế ASEAN đã được thông qua vào năm 2007. Tiến trình hội nhập kinh tế ASEAN được triển khai trên 3 lĩnh vực chính là tự do thương mại, tự do dịch vụ và tự do đầu tư. Đến nay, ASEAN đã có kết quả triển khai tích cực với hầu hết các dòng thuế có trong Hiệp định Khu vực Mậu Dịch Tự do ASEAN giảm xuống mức 0%. ASEAN đang tiếp tục triển khai các biện pháp đối với các hàng rào phi thuế quan và đối với các vấn đề tạo thuận lợi cho thương mại. Báo cáo mới nhất tại Hội nghị cấp cao ASEAN 23 cho thấy ASEAN đã hoàn thành được 80% khối lượng công việc đặt ra trong lộ trình triển khai cộng đồng kinh tế ASEAN. 2 năm tới là thời điểm quyết định để ASEAN hoàn thành nốt 20% công việc còn lại. Tuy nhiên thì vẫn còn nhiều thách thức đặt ra. Progress has been done in terms of opening up service sectors, especially financial sectors, insurance, etc. These are still very highly controlled in most ASEAN economies. And in terms of investment, even though major ASEAN economies like Singapore, Thailand, Malaysia, and Vietnam are highly open, some countries like Indonesia, Myanmar, Laos, they still face a lot of challenges in the next few years. Cái khối lượng công việc còn lại, tuy là không lớn về cái khối lượng, nhưng mà cũng là những cái biện pháp mà tương đối là khó khăn. Nó là những biện pháp cần phải triển khai trong lĩnh vực nó nhạy cảm, đòi hỏi các nước thành viên phải nỗ lực lớn hơn, phải cố gắng nhiều hơn. Các nước thành viên của ASEAN thì có trình độ phát triển không đồng đều. Ví dụ như tại Brunei, nơi tôi đang đứng đây, thì mức thu nhập bình quân đầu người năm 2012 là trên 41.000 đô la Mỹ, hay Singapore ở mức cao hơn trên 51.000 đô la Mỹ. Trong khi đó thì 4 nước thành viên mới của ASEAN là Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam, mức thu nhập bình quân đầu người khoảng trên dưới 1.000 đô la Mỹ. Do vậy mà việc thu hẹp khoảng cách phát triển là một trong những vấn đề đặt ra đối với ASEAN trong lộ trình hình thành cộng đồng của mình. Cái sự không đồng đều trong cái trình độ phát triển kinh tế giữa các thành viên ASEAN là một thực tế. Và chính vì vậy cho nên là trong việc đàm phán và ký kết các cái hiệp định, các cái văn kiện có liên quan đến thúc đẩy các cái lĩnh vực hợp tác trong kinh tế giữa các nước thành viên ASEAN thì thường thường là cũng có cái sự ưu tiên, cũng có sự linh hoạt đối với 4 thành viên mới, đó là Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar. Tôi nói ví dụ như là về cái lộ trình cắt giảm thuế thì đối với 6 thành viên trước đây đấy thì đến năm 2013 là phải hoàn thành cái lộ trình giảm thuế, còn đối với 4 thành viên mới thì thời gian được kéo dài đến năm 2018. Đấy là một cái biện pháp tôi cho là cũng rất là phù hợp. ASEAN đã triển khai sáng kiến liên kết ASEAN nhằm giúp 4 nước thành viên mới là Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam bắt kịp với các thành viên còn lại. Theo Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh, thì kết quả giai đoạn 1 sáng kiến liên kết ASEAN đã đạt kết quả tích cực. Nếu như năm 1990, tổng GDP của 4 thành viên mới của ASEAN chiếm khoảng 3,5% của cả khối, thì nay đã tăng lên 12%. Và ASEAN sẽ tiếp tục thúc đẩy sáng kiến này vào giai đoạn 2, với thời điểm kết thúc 2015, trùng với thời điểm hình thành cộng đồng ASEAN. So, there has been progress, yes, in the effort to narrow the development gaps between the new members of the association and the old members of the association. Of course, this will have to be continued and on the basis of the result of the midterm review of the initiative on ASEAN integration. Phase 2, there will be, the concrete, we will identify concrete and practical measures to promote implementation of the initiative with a view to further narrow the gap development between the ASEAN countries with a view to ensuring equitable and sustainable development. Từ nay đến năm 2015, chỉ còn 2 năm nữa, thì cần phải tăng cường cái nỗ lực của từng nước, của toàn bộ các nước trong ASEAN để mà thực hiện được các cái mục tiêu của kinh tế cũng như là các cái mục tiêu về chính trị, về văn hóa xã hội. Và để làm được đó thì các nước cần phải tăng cường thực hiện cái kế hoạch tổng thể
về liên kết, gắn kết của khu vực, cũng như các cái sáng kiến về liên kết để mà là làm sao giảm được cái sự phát triển chênh lệch giữa các nước trong các nước ASEAN với nhau, cũng như là tạo nên sự phát triển một cách cân bằng, cân đối, nhưng mà đồng thời phù hợp với lại những cái nguyên tắc của ASEAN. Xây dựng cộng đồng ASEAN được xác định là một quá trình lâu dài, với 2015 là một dấu mốc quan trọng được ghi nhận của tiến trình này. Tại hội nghị cấp cao ASEAN 23, các nhà lãnh đạo ASEAN không chỉ tái khẳng định quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng cộng đồng vào năm 2015, mà đã có những ý tưởng tầm nhìn lớn hơn về tương lai của khối sau 2015. We also aspire to double ASEAN's combined GDP from $2.23 trillion to $4.4 trillion and halve the percentage of people living in poverty from 18.6% to 9.3% by 2030. We therefore instructed our ministers to assess future challenges to the region and suggest strategies to address them and develop a post-2015 vision. Xây dựng cộng đồng không phải là một cái chỉ là một cái sự kiện, nó là một cái quá trình, và cái quá trình xây dựng cộng đồng, cái quá trình hội nhập của ASEAN sẽ không dừng lại sau 2015, nó sẽ tiếp tục, ASEAN sẽ tiếp tục cái quá trình hội nhập sâu rộng hơn, toàn diện hơn. All the countries are committed to the vision and we have to push on with it. And I think 2015 will be a very significant year. ASEAN chuẩn bị bước sang năm 2014 dưới vai trò chủ tịch của Myanmar, một quốc gia đang mở cửa và đổi mới. Hai năm tới sẽ là hai năm bận rộn của ASEAN trên con đường trở thành một động lực quan trọng của kinh tế thế giới. Với quyết tâm chính trị cao nhất, với tầm nhìn và lộ trình cụ thể đã đặt ra, ASEAN đang vững bước đoàn kết tiến tới một cộng đồng hòa bình và thịnh vượng.